Kính chào quý vị, đây là chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh mang đến cho quý vị những thông tin được quan tâm trong ngày. Hôm nay ngày 1 tháng 9, 60 giây sẽ có những nội dung chính sau đây. Thêm nhiều bệnh nhân COVID-19 nặng được xuất viện mang lại niềm tin cho y bác sĩ và các bệnh nhân khác. Hơn 3.000 phạm nhân được hưởng đặc xá nhân dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Bảo vệ sức khỏe tâm thần, vấn đề cần được quan tâm giải quyết trong mùa dịch. Khởi tố 17 đối tượng trong đường dây đánh bạc lên đến hơn 2.000 tỷ đồng. Thưa quý vị, sau 3 tuần đi vào hoạt động, Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị số 16 do đội ngũ y bác sĩ từ Bệnh viện Bạch Mai phụ trách đã điều trị thành công cho 30 bệnh nhân mắc COVID-19 nặng. Chiều nay, 7 trong số 30 bệnh nhân này đã được xuất viện. Anh Phan Quốc Dũng đã chiến thắng COVID-19 sau 2 tuần được điều trị tích cực. Cảm ơn nguyên đội y bác sĩ, chúc cho họ có sức khỏe để mà họ giúp cho những người nhân nhiều nữa ra được gì. Tôi đang tiến hành những cái tổ chức gọi là đánh trận từ xa, tức là đưa các cái chuyên gia đồng hành xuống các bệnh viện ở cơ sở điều trị tốt bệnh nhân hơn để giảm cái tỷ lệ bệnh nhân chuyển nặng, và như vậy chúng ta sẽ giảm được cái tỷ lệ tử vong cho người bệnh. Dự kiến trong 2 ngày 2 và 3 tháng 9, 23 trường hợp khỏi bệnh còn lại sẽ được Bệnh viện Dã chiến số 16 tiếp tục làm thủ tục xuất viện. Trước đó, trong ngày 31 tháng 8, Thành phố Hồ Chí Minh đã có 2.752 trường hợp khỏi bệnh, nâng tổng số xuất viện từ ngày 1 tháng 1 đến nay là 110.269 bệnh nhân. Những trường hợp bệnh nặng được điều trị khỏi và xuất viện đã tiếp thêm động lực cho đội ngũ y bác sĩ, cũng như thắp lên niềm tin cho các F0 đã và đang chiến đấu với dịch COVID-19. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay cho biết đã đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố về việc mua bổ sung thuốc điều trị cho bệnh nhân F0 tại nhà. Theo đó, Sở đề xuất mua thêm 200.000 gói thuốc điều trị, bao gồm gói thuốc A và gói thuốc B. Trong đó, gói A bao gồm paracetamol, các loại vitamin tổng hợp hoặc vitamin C giúp hạ sốt và nâng cao thể trạng. Gói thuốc B là một số loại thuốc chứa corticoid, thuốc kháng viêm và kháng đông dùng để điều trị triệu chứng khi F0 cảm thấy khó thở và chưa liên hệ được bác sĩ. Theo chương trình của Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Y tế đã chuẩn bị 150.000 túi theo hai gói A và B và đã chuyển 74.000 túi cho Trung tâm Y tế các quận, huyện để phân phối cho các trạm y tế, phường, xã cấp phát cho F0 điều trị tại nhà. Theo báo cáo, số trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà là 83.643 người. Đây là nhóm không bệnh nền, không yếu tố nguy cơ, đủ điều kiện cách ly tại nhà, đang được các trạm y tế, phường, xã theo dõi, điều trị. Để học sinh trở lại học tập trực tiếp tại trường vào học kỳ 2, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức tiêm vaccine cho hơn 642.000 học sinh trong độ tuổi từ 12 đến 18. Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố có kế hoạch tổ chức tiêm vaccine mũi 1 và mũi 2 cho học sinh từ 12 đến 18 tuổi với nguồn vaccine phù hợp. Việc tiêm vaccine tổ chức trước khi kết thúc học kỳ 1 để học sinh có thể đến trường học tập trực tiếp vào học kỳ 2. Số lượng đề xuất tiêm vaccine là hơn 642.000 học sinh. Theo Sở Giáo dục Đào tạo, việc này nhằm bảo đảm tốt nhất công tác giáo dục toàn diện, đáp ứng mục đích yêu cầu và nội dung chương trình năm học, đặc biệt là đối với học sinh khó khăn về cơ sở vật chất hoặc không có người thân hỗ trợ trong khi học tập trực tuyến. Việc tiêm vaccine cho học sinh từ 12 đến 18 tuổi cũng đảm bảo các em được an toàn, tập trung học tập, giữ vững chất lượng giáo dục trong tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Nhằm tạo thuận lợi cho việc đi chợ hộ, các siêu thị, cửa hàng tiện lợi đã chủ động đưa ra các gói hàng hóa đáp ứng nhu cầu hàng ngày của người dân. Tuy nhiên, trước phản ánh giá các combo này còn khá cao so với thu nhập hiện nay, Sở Công Thương thành phố và các siêu thị đã kịp thời điều chỉnh, đảm bảo mức giá bình ổn. Khi mới triển khai gói combo, nhiều siêu thị cho biết đã thiết kế combo thực phẩm ở mức ăn trong 3 đến 4 ngày cho mỗi hộ gia đình từ 4 đến 5 người. Việc này khiến giá tiền tăng cao. Trước phản hồi của người dân, hiện các combo đã được điều chỉnh thấp đi từ 100 đến 400 ngàn đồng. Một số người dân đã đề nghị là cho tôi những cái combo giá thấp hơn, hoặc là hiện tại tôi đã trữ được thịt rồi, bây giờ tôi chỉ cần rau thôi. Cho nên là Aeon cũng đã xây dựng những cái combo phù hợp với nhu cầu và chọn lựa những cái sản phẩm mà bình ổn giá.
những sản phẩm mà đang chạy khuyến mãi. Chúng tôi cũng đã đi theo cái chương trình bình ổn để mà giảm giá 10% trên tất cả các combo. Chúng tôi cũng linh động trong cái việc là dù hôm nay chúng tôi có rau này thì chúng tôi giao, và ngày hôm sau thì chúng tôi có thể đổi những cái rau khác. Chúng tôi tiếp tục theo dõi, và nếu mà tới đây còn có khó khăn, có những cái kiến nghị, cái đề xuất khác thì chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu và có cái điều chỉnh cho nó phù hợp hơn. Tính đến nay, khoảng 100.000 đến 130.000 combo thực phẩm đã được phân phối đến người dân. Thưa quý vị, nhân dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay, Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá cho 3.035 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được hưởng đặc xá. Sáng nay, Trại giam Thủ Đức thuộc Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc Trường Giáo dưỡng C10 Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá. Trại giam Thủ Đức hiện có trên 6.000 phạm nhân đang thụ án. Được ân xá lần này, có 84 phạm nhân hội đủ điều kiện, trong thời gian chấp hành án đã phấn đấu cải tạo tốt. Trại giam Thủ Đức còn tạo điều kiện cho gần 2.000 phạm nhân được giảm án. Trong quá trình thực hiện thì trại luôn thực hiện cái phương châm là nghiêm túc, chính xác và công khai. Với quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, hàng ngàn người đã được khoan hồng, sớm trở về nhà đoàn tụ với gia đình. Chúng tôi về thì cũng cố gắng để hướng thiện, sống tốt hơn, để có ích cho xã hội. Do dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Trại giam Thủ Đức đã cử cán bộ đưa những người được đặc xá về công an các địa phương. Trước khi về với gia đình, tất cả được test nhanh COVID-19, đảm bảo các quy định phòng chống dịch. Quốc tế hôm nay có gì? WHO theo dõi biến thể mới kháng vaccine trong bối cảnh biến thể Delta hoành hành tại nhiều nước. Hàng loạt mẫu xe hơi đắt giá và cực hiếm hút khách tham quan tại lễ hội xe hơi ở Moscow. Thưa quý vị, biến thể Delta tiếp tục là nguyên nhân khiến dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại nhiều quốc gia. Trong khi Malaysia ghi nhận biến thể Delta chiếm 100% số ca được giải trình từ gen, thì con số này tại Hàn Quốc cũng lên tới trên 99%. Hai tuần qua, Malaysia đã tiến hành giải trình tự gen đối với 265 mẫu xét nghiệm COVID-19 và xác nhận 100% đều nhiễm biến thể Delta. Theo Bộ Y tế Malaysia, diễn biến tại nước này giống với xu hướng dịch bệnh ở nhiều nơi trên thế giới, đó là virus biến thể Delta trở thành chủng chính, không chỉ lây nhiễm cao mà còn làm tăng nguy cơ bệnh nặng và tử vong. Ngoài ra, Malaysia cũng phát hiện nhiều ca nhiễm liên quan đến các biến thể khác như Beta, Theta, Kappa và Eta. Số ca mắc COVID-19 ở Hàn Quốc đã tăng trở lại ở mức hơn 2.000 ca một ngày. Biến thể Delta chiếm tới 99,2% số ca mắc mới trong tuần cuối tháng 8. Hàn Quốc có kế hoạch công bố các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh bổ sung, áp dụng cho đến hết tháng 9, tháng có kỳ nghỉ Trung thu với hàng triệu người đi lại để đoàn tụ gia đình. Đến nay, 57% dân số Hàn Quốc đã tiêm một mũi vaccine phòng COVID-19 và 30,7% đã tiêm chủng đầy đủ. Ngày 31 tháng 8, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết đang theo dõi một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 bùng phát tại Colombia hồi tháng 1 đầu năm. Biến thể B.1.621, còn được gọi là biến thể MU, đã được WHO phân loại là biến thể đáng quan tâm. WHO cho biết biến thể MU chứa các đột biến có khả năng kháng vaccine. Do đó, cần thực hiện các nghiên cứu sâu hơn để hiểu rõ về biến thể này. Hiện WHO phân loại 4 biến thể virus SARS-CoV-2 ở mức đáng lo ngại, trong đó có biến thể Alpha đã xuất hiện ở 193 quốc gia và vùng lãnh thổ, biến thể Delta xuất hiện tại 170 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dịch bệnh kéo dài khiến tinh thần và tâm lý nhiều người bị tổn thương, thậm chí gây stress nặng. Bảo vệ sức khỏe tâm thần là vấn đề cần được quan tâm giải quyết kịp thời như một phần của nỗ lực phục hồi do tác động của dịch bệnh. Theo một nghiên cứu của Đại học Aristotle ở Hy Lạp, 30% trong số hơn 55.000 người từ 40 quốc gia tham gia cuộc khảo sát cho biết họ bị căng thẳng hoặc trầm cảm nặng trong thời kỳ đại dịch. 38% số người này cho biết họ có nhu cầu được giao tiếp với người khác và 26% mong muốn được hỗ trợ tinh thần. Tôi thường chỉ cho các bệnh nhân của tôi một bài tập rất đơn giản, đó là 3x3. Hãy dành 3 phút trong ngày để biết ơn 3 điều mà bạn có. Người lớn tuổi và trẻ em là các đối tượng gặp khó khăn trong việc kết nối với người khác khi giãn cách. Do đó, sự quan tâm chia sẻ chính là liều thuốc để chữa lành sự cô đơn.
Điều quan trọng nhất là những người trẻ tuổi đang cố gắng nói ra những vấn đề mà họ gặp phải trong thời kỳ đại dịch này. Em đã trở nên gần gũi hơn với gia đình của mình bằng cách nói chuyện với mọi người. Song song với việc tuân thủ các quy tắc phòng chống dịch, mọi người nên rèn luyện sức khỏe, ăn uống lành mạnh, chọn lựa thông tin để kiểm soát tâm lý tốt, tăng sức đề kháng với bệnh tật. Lễ hội xe hơi thường niên Autoculture vừa được tổ chức tại thủ đô Moscow của Nga. Sự kiện trưng bày hàng loạt mẫu xe hơi đắt giá và hiếm gặp thu hút sự quan tâm của khách tham quan. Hàng loạt mẫu xe hiếm gặp và đắt tiền nhất trong bộ sưu tập của nhiều người được trưng bày trong sự kiện. Một trong số này là chiếc xe ba bánh Morgan Three Wheeler có nguồn gốc từ Anh. Dòng xe này được sản xuất từ năm 1909 đến năm 1950, sau đó dừng khoảng 60 năm cho đến khi tiếp tục ra mắt vào năm 2011. Theo tôi, những chiếc xe sản xuất từ thế kỷ 20 đã không tìm thấy được nữa rồi. Trước đây, tại Nga không tồn tại cái gọi là văn hóa xe hơi. Chúng tôi đang cố gắng thay đổi điều đó. Bên cạnh đó, lễ hội năm nay còn diễn ra chương trình diễu hành xe siêu sang. Giải thưởng xe thanh lịch đã được trao cho Ferrari Testarossa, mẫu xe nổi tiếng của thập niên 1980. Đây là năm thứ ba mà Autoculture được tổ chức. Tại lần diễn ra gần nhất, sự kiện thu hút 250 người trưng bày và lượng khách tham quan lên đến hơn 10.000 người. Bộ xương của con khủng long có tên là Bighorn đang được trưng bày tại Pháp trước khi đem ra đấu giá vào tháng 10 tới. Đây là sinh vật ba sừng lớn nhất từng được biết đến trên trái đất. Bighorn hơn 66 triệu năm tuổi và là một con khủng long ba sừng Triceratops. Bộ xương dài 8 mét, hộp sọ rộng 2 mét, khoảng 200 xương và những cái sừng lớn của con vật đã được lắp ráp để trưng bày tại thủ đô Paris. Mẫu vật có tỷ lệ nguyên vẹn hơn 60%, được nhà địa chất học Walter V. Stanbill phát hiện vào năm 2014 tại Mỹ. Việc phục hồi hóa thạch được thực hiện ở Italia. Lần đầu tiên có mặt trên thị trường, Bighorn sẽ được nhà đấu giá Shikelo đem ra bán vào ngày 21 tháng 10 với giá ước tính từ 1,2 đến 1,5 triệu euro. Loài khủng long Triceratops đã có giấy phép xuất khẩu trên toàn thế giới. Chúng tôi có khoảng 10 người mua khả thi. Đợt đấu giá diễn ra khi cơn sốt về các bộ xương khủng long vẫn tiếp diễn và giá cả của chúng đạt mức kỷ lục. Ngày 1 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 7 thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Hồ Hữu Nhân, 41 tuổi, ngụ phường Tân Phú quận 7 để điều tra làm rõ tội giả mạo chức vụ, cấp bậc vị trí công tác. Như tin 60 giây đã đưa, vào ngày 29 tháng 8, ông Nhân chở vợ đến siêu thị trên đường Tôn Dật Tiên quận 7 để mua sữa cho con. Do dịch bệnh diễn biến phức tạp, siêu thị không bán hàng trực tiếp cho khách mà hướng dẫn đặt hàng online. Ông Nhân không đồng ý xuất trình một chiếc thẻ đã hết hạn sử dụng của một tổ chức thiện nguyện tại Hà Nội do một người bạn tặng lại. Ông cự cãi với nhân viên và tự ý bước vào trong siêu thị. Tại đây, ông Nhân tiếp tục la hét đe dọa, không chịu đeo khẩu trang. Theo cơ quan chức năng, ông Nhân không phải là thành viên của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận 7. Hiện công an đang tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Cũng trong hôm nay, Tòa án Nhân dân huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đã mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Hải, 30 tuổi, ngụ huyện Lai Vung về tội chống người thi hành công vụ. Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2021, tại xã Phong Hòa, tổ công tác phát hiện 4 đối tượng là Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Văn Tới và Hồ Văn Vũ Hoàng tụ tập uống rượu trong nhà. Tổ công tác đã giải thích và yêu cầu giải tán vì địa phương đang thực hiện giãn cách, nhưng Hải không đồng ý. Hải còn nhiều lần lăng mạ và đe dọa dùng vũ lực gây thương tích cho lực lượng làm nhiệm vụ, sau đó vào nhà đóng cửa lại. Sau 30 phút thuyết phục, Hải mới chịu ra ngoài. Tại trụ sở công an, Hải đã thừa nhận toàn bộ hành vi tập trung đông người uống rượu, cản trở, chống đối người thi hành công vụ. Sau khi xem xét tất cả các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hải 1 năm tù giam về tội chống người thi hành công vụ. Các đối tượng còn lại bị xử phạt vi phạm hành chính do vi phạm quy định phòng chống dịch. Công an huyện Dồng Riềng, tỉnh Kiên Giang hôm nay đã tạm giữ hình sự Ngô Trường Tồn, sinh năm 1983, ngụ xã Thạnh Hòa. Đối tượng này đã quậy phá trụ sở và đánh công an khi không qua được chốt kiểm dịch. Ngô Trường Tồn là nhân viên kế toán của trường trung học cơ sở Thạnh Hòa, huyện Dồng Riềng. Trước đó vào chiều ngày 30 tháng 8, Danh Thủ chở Tồn bằng xe máy qua chốt kiểm soát dịch tại ấp Láng Quắm, xã Thạnh Hòa.
Khi lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu dừng xe kiểm tra, thì cả hai không xuất trình được giấy đi đường và có biểu hiện sử dụng rượu bia. Tồn đã lớn tiếng xúc phạm, thách thức lực lượng trực chốt nên bị công an xã Thạnh Hòa mời về trụ sở lập biên bản vi phạm hành chính, đo nồng độ cồn. Tại đây, Tồn tiếp tục chửi bới, đập bể kính cửa phòng làm việc của công an xã, rồi dùng tay đấm vào mặt Thượng úy Phan Xuân Lĩnh, cán bộ cảnh sát giao thông công an huyện Dòng Riền. Hậu quả, Thượng úy Lĩnh bị thương ở mắt phải đến bệnh viện điều trị. Công an huyện đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Ngô Trường Tồn về tội chống người thi hành công vụ. Chiều qua, Công an thành phố Vĩnh Long đã phát hiện 6 người tụ tập trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Khi tuần tra trên tuyến sông Cổ Chiên, tổ công tác kiểm tra một tàu khách phát hiện trên tàu có 6 người. Trong đó, Nguyễn Minh Thanh, sinh năm 1979, ngụ thành phố Vĩnh Long, đang điều khiển phương tiện, 5 người khác đang mắc võng trên tàu. Bước đầu làm việc, Thanh khai nhận đã lái tàu, chở nhóm người này ra sông chơi và tổ chức ăn uống, nhưng bị phát hiện. Công an đã lập biên bản và đưa nhóm người trên về trụ sở để tiếp tục xử lý. 17 đối tượng vừa bị công an tỉnh An Giang khởi tố để điều tra về hành vi đánh bạc. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định số tiền thắng thua giữa các đối tượng trong đường dây cờ bạc này lên đến trên 2.000 tỷ đồng. Trước đó, khi đồng loạt khám xét nơi ở của 11 đối tượng liên quan, công an đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng, khoảng 100 điện thoại di động, nhiều máy fax, máy in, phơi ghi lô đề, trên 5 tỷ đồng cùng nhiều tài sản có giá trị khác. Trong 17 đối tượng bị khởi tố, có 9 đối tượng bị tạm giam và 8 đối tượng được cho tại ngoại điều tra. Bước đầu xác định đường dây cờ bạc này do các đối tượng Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng và Huỳnh Sĩ Nguyên cùng trú tại Thông Xuyên cầm đầu. Đường dây lô đề này hoạt động rất tinh vi với nhiều tầng trung gian, dàn trải từ thành thị về nông thôn. Các đối tượng có mối quan hệ xã hội phức tạp, hoạt động phạm pháp núp bóng doanh nghiệp, thành lập các công ty, cửa hàng nhưng thực tế là không có hoạt động kinh doanh. Lực lượng chức năng cũng xác định được hàng trăm đối tượng tham gia đường dây cờ bạc này, đồng thời kêu gọi các đối tượng có liên quan ra đầu thú. Sáng nay, một vụ va chạm giữa xe máy và ô tô đã xảy ra trên đường Trần Phú, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Hậu quả là một người bị thương nặng. Khoảng 9 giờ 45 phút sáng nay, Bùi Thị Thu Thảo, 25 tuổi, ngụ thành phố Đồng Xoài, chạy xe máy trên đường Bình Giả hướng từ thành phố Đồng Xoài đi Đắk Nông. Khi đến ngã ba giao nhau với đường Trần Phú, xe của Thảo lao sang phần đường đối diện rồi tông vào xe ô tô do anh Phạm Văn Thành, 43 tuổi, ngụ thành phố Đồng Xoài điều khiển. Cú tông mạnh khiến cô gái và xe máy bị văng ra ngoài, Thảo bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Cảnh sát giao thông công an thành phố Đồng Xoài đang thụ lý vụ tai nạn. Tin mới nhận, bất chấp các quy định về thực hiện giãn cách xã hội, nhiều chủ tàu ghe vẫn tiếp tục khai thác thủy sản trên biển. Trước đây, đồn biên phòng Cần Thạnh, Bộ đội biên phòng thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ 3 phương tiện. Khoảng 11 giờ ngày 1 tháng 9, khi đang tuần tra trên biển tại thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, tổ công tác của đồn biên phòng Cần Thạnh đã phát hiện 3 phương tiện đang khai thác thủy sản bằng lưới te. 3 phương tiện này do các ông Ngô Hữu Đạt, Nguyễn Thành Trọng và Nguyễn Bảo Ân cùng ngụ tại thành phố Vũng Tàu điều khiển. Các chủ phương tiện không xuất trình được đầy đủ các giấy tờ liên quan đến phương tiện, người làm việc trên phương tiện, đặc biệt không có giấy đi đường do cơ quan có thẩm quyền cấp theo chỉ thị 16. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện để đề xuất hình thức xử lý theo quy định của pháp luật. Kính thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục thực hiện chỉ thị số 16 với các biện pháp mạnh hơn nhằm kiểm soát đẩy lùi dịch bệnh. Chúng ta đang trong giai đoạn quyết tâm và nỗ lực cao để sớm đưa thành phố trở lại trạng thái bình thường. Rất mong quý vị trong thời gian này nghiêm túc chấp hành quy định chung, không đi ra đường khi không có việc thật cần thiết, đồng lòng, chia sẻ và hợp tác để thành phố của chúng ta có lại sự bình yên, an toàn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.